Mến chào các bạn. Hôm nay kênh Cuộc Sống 8X mình sẽ review một sản phẩm, đó là máy chơi game cầm tay hiệu Retro Pocket 2. Đây là sản phẩm mình đặt cũng cả tháng rồi mình mới nhận được. Đây là một sản phẩm nó chạy Android, cũng đang hot gần đây lắm. Vì lý do là nó có những nhiều tính năng rất là hay ho, là chúng ta đáng để review. Máy sẽ có chế độ là game mắc kẹt, chạy game nha các bạn. Bên cạnh đó thì có những tính năng tiếp theo như là tính năng về wifi, chứ thể truy cập được wifi để mà đào download game. Và tính năng tiếp theo là netplay function, là chơi được hai người đánh với nhau nha. Tăng thứ tư tiếp theo là cục pin nó tới dung lượng tới 4.000 lận. Và độ phân giải của cái game này khá, cái màn hình này là 640 nhân 480. Thì ở đây là cái máy này chúng ta sẽ nhận được bao gồm cái gì? Mình nhận được một cái máy, một cái thiết cộng dây cáp HDMI, cái cổng sạc chuyển USB-C sang USB 3.0. Rồi trước chúng ta sẽ quay qua cái nhân vật chính chúng ta nha. Hy vọng các bạn khi xem kênh mình có thể like, subscribe và ủng hộ mình để mình có thể nhiều video mới để các bạn nha. Thì giờ quay lại sản phẩm này, thì ở đây chúng ta đang máy này có ba màu, màu hồng, màu xanh và màu vàng. Mình đang cầm này là cái màu vàng. Nó có cho mày dây cáp nè, cái hướng dẫn sử dụng nè, rồi một cái miếng dán ấy nè. Mặt sau của cái hộp thì chúng ta sẽ thấy được cái hướng dẫn của cái sản phẩm là cần analog nè. Đây là cái nút bấm nè, đây lóc bên đây nè, cái nút bấm ABCD nè, nút home, nút ta nè. Ở trên thì có những phím home, USB-C nè, volume nè, đèn led nè, nút on off nè, nút L1 R1, L2 R2. Ở dưới thì chúng ta sẽ có là cái chỗ cổng tiếp, cổng SD card nè, audio nè. Đó. Thì ở đây là chúng ta sẽ có sản phẩm. Ok, rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu bóc tem sản phẩm cho các bạn xem nha. Đây là hàng mới về, mình cũng chưa bóc tem bằng nào. Đây là cái gì đây? Mở ra nào. Wow, một cái máy màu vàng. Đây có gì? Đúng rồi, có miếng dán cường lực đây. Chắc cái này mình sẽ dùng sau. Ủa dạ, lấy cái sản phẩm này nào. Mày ơi, lầu lên, lên nào. Lên là lên nào. Đây, có hướng dẫn sử dụng. Những sử dụng này nói về nó có rất nhiều cái giả lập để chơi, chạy wifi, pin 4.000, có chức năng netplay là để chơi hai người với nhau qua mạng, có một cái nó có thể là cài được cái mắt ngoài vào cái đó TV, nó Bluetooth. Chúng ta sẽ có một cái cổng dây sạc của nó, là chuẩn USB-C đây. Ủa, màu chỉ màu tím gì. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu tiếp tục vào những mục chính đây. Đây, một màu vàng rực rỡ và một cái đốm ở trên đây. Cái này mình kéo rồi thôi. Đẩy ra nào, đẩy ra nào, đẩy ra nào, đẩy ra nào. Rồi. Từ từ đi. Này là chỉnh được không sao. Nhưng bây giờ ở đây chúng ta sẽ xem lại nha. U cái núm bị rớt ra rồi ta. Đây là cái cổng. Có cái thẻ trong này không ta? À, có một cái thẻ trong này luôn rồi. Có sao không, cái thẻ trong này nha. Thẻ trong này mình lúc mình mua là xài thẻ 32 GB. Đây. 32 GB các bạn.
chúng ta sẽ xem chút về cái sản phẩm này. Đây là nút bấm như layout mình nãy mình thấy. Đây là là 1, là 2, là 2. Mặt sau của nó đây. Sau này có để là retro pocket và để là model RB2 pin 4000 V. Rồi. Có những cái phím điểm cao su ở góc nhỏ này. Cái góc 4 góc. Power ở đây. Thì cảm giác của mình khi mà nhấn ở cái bốn cái phím, những cái phím này á, nó là khá là mềm mại và dễ bấm, không có cảm giác cứng. Ở một số máy khác bấm thì nó khá là cứng. Về cái phím joystick này thì mình thấy xoay nó cũng góc độ là cũng ok nè, bấm cũng nhẹ nhàng nè. Nhưng mà nó không có phím L3 là nhấn xuống đó, chỉ xoay thôi. Xoay thì thấy nó ổn nè. Và bấm các phím thì mình thấy ở đây bấm thì độ đúng nó không có, cũng tạm được đấy, cũng chấp nhận được, không cứng lắm. Các phím đây cũng xoay xoay cũng vậy. Bốn nút còn lại thì mình bấm cũng như thế luôn. Những cái nút home và bấm này bấm cũng, khi bao cái này bấm hơi cứng. Mình sẽ bắt đầu thử mở máy nha, xem là mất bao lâu để nó sẽ có thể là tiến hành vào được game. Cái khởi động cũng phải cỡ 10 giây đến 15 giây à. Nút volume đâu ra, volume ở trên. Lúc chưa lên màn hình thì mình bấm như vậy sẽ không có tác dụng. Mà bắt đầu khởi động đây. Trẻ Android, Android theo như nhà sản xuất ban đầu là nó có thể là Android 8. Còn cái này phiên bản này của mình đang là Android mấy thì mình chưa có xem. Cái màn hình này ở đây là không phải màn hình cảm ứng nha các bạn. Đấy, không nhấn gì được hết. Tại vì nếu nhấn được là đã nhấn rồi. Vậy thì chúng ta làm sao sử dụng đấy? Mời các bạn đợi mình một tí nha. Đấy, cái phím home đây nè. Đấy, thấy chưa? Nhấn phím home để thoát ra. Nhấn select để bắt. Nhấn nút start để chọn. Và con chuột đây xuất hiện. Mình không, đây con chuột đây. Mình sẽ bắt đầu vô hệ thống, nút A. Đó, bắt đầu vào. Đâu rồi, call you more nè. Nút B là để bắt cũng được. Nhưng mà không thấy cái nút nó vào được cái phiên bản của máy chấm hết ta. Không sai, mình chỉnh cho nó lớn một chút đi. Đó. Hình như là phiên bản 5 và Android 6. Nhấn nút A đây để mình đè, mình kéo nó xuống, kéo lên, kéo xuống. Còn bình thường mình dùng chuột, mình đẩy lên lên xuống thì không có, mình phải nhấn thêm cái nút đè lúc này. Nút A coi như một lít chuột, muốn chọn lít chuột đó, để mình kéo nó xuống, kéo lên và chọn cái biểu tượng nó ra. Kéo nó ra. Đấy, mình nhấn vô đây. Mình đè vô đây. Kéo xuống, kéo lên.
Rồi giờ mình thử cái nút game bắt test nữa là cái gì nha. Để thử đây. Mình cũng mới xài nên cũng chưa có rành lắm về các game bắt test này thì test như thế nào. Các cái phím bấm. Các bạn vui lòng đợi một tí nha, mình sẽ bắt đầu kiểm tra và mình sẽ cho các bạn ở clip tiếp theo chi tiết hơn về cái cách sử dụng cái này và cái này có gì hay ho mà mình phải mua vậy. Rồi, xin cảm ơn các bạn.